Vâng, xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là những hình bằng hình cây con giống bằng hoa bông trang tuyệt đẹp. Vâng, thưa các bạn, đây là những tác phẩm được chuyển từ trong miền Nam ra, thật sự là một sự kỳ công. Những hình thù con giống, con công, vâng, họ làm rất cẩn thận. Đỏ rực một khu vực. Vâng, các bạn thấy sự sặc sỡ không ạ? Tuyệt vời. Những tác phẩm tuyệt vời. Đặc điểm của cái hoa bông trang này là một cây ưa nắng. Khi mà các bạn để ra cây ra phía ngoài ánh nắng càng nhiều thì cái độ bật hoa của cây càng lớn, gần như đỏ rực của khu vực luôn. Tuyệt vời. Vô cùng đẹp. Vâng, họ chuyển vận chuyển từ rừng thành phố Hồ Chí Minh ra những cái tác phẩm này vô cùng kỳ công. Vâng, tác phẩm Lào cũng lớn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Thank you.